Thưa quý vị, qua công tác điều tra chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, đến nay thì công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố 54 bị can, 2 phó giám đốc, 20 trưởng phòng, 1 thư ký và 31 nhân viên theo quy định tại điều 170 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả nợ. Hai đối tượng cầm đầu là Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng, cùng là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, thừa nhận việc phân công nhiệm vụ từ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động phạm tội rộng khắp trên phạm vi cả nước. Công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính trung bình mỗi tháng từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa khủng bố. Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả cho từ 25 đến 35% trên tổng số tiền thu được.